Chelsea đáng lý ra phải có một kỳ chuyển nhượng bùng nổ với túi tiền được đổ vào từ ông chủ mới Todd Bowley. Dù vậy, mọi thứ xem ra không được suôn sẻ với họ đằng sau sự ra đi của bà đâm thép Marina Granovskaya. Lần đầu tiên trong lịch sử một đội bóng chuyên nghiệp, Bowley cùng lúc sắm cả hai vai, vừa là chủ tịch vừa là người đi đàm phán trên thương trường. Dù vậy, Chelsea tính đến thời điểm này mới chỉ đem về hai bản hợp đồng đáng chú ý là Raheem Sterling và Kalidou Koulibaly. Một phần lý do cho điều đó là sự góp mặt của Barca, câu lạc bộ vừa là đối tác làm ăn, lại vừa là kẻ phá bĩnh của họ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Một trong những chữ ký đầu tiên của Barca mùa giải năm nay là Andreas Christensen từ Chelsea, người đã cập bến đội chủ sân Camp Nou dưới dạng một bản hợp đồng tự do sau khi đáo hạn ở cuối mùa giải trước. Tờ The Athletic thậm chí đã đưa tin hồi tháng 6 rằng Barcelona đã đồng ý ký hợp đồng với Christensen và tiền vệ Frank Kessie của AC Milan nhưng không thể đăng ký họ do hạn chế tài chính với câu lạc bộ. Không chỉ có Christensen, Aspilicueta nhiều khả năng sẽ nối gót người đồng đội trong màu áo Chelsea để chuyển tới đội chủ sân Camp Nou. Dù vậy, hợp đồng của cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn còn thời hạn cho tới hết năm 2023 và Barca hiện tại vẫn đang cân nhắc một mức giá phù hợp để đưa anh về đội. Đích thân huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng đã lên tiếng về câu chuyện này. Ông chia sẻ trong sự tức giận: Aspilicueta là đội trưởng của Chelsea và tuyển thủ đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng có lẽ Barca không nhìn ra điều này. Chắc là tôi sẽ không đáp ứng nguyện vọng của Aspilicueta được đâu. Ở một vài thời điểm, điều quan trọng là chúng ta muốn gì. Hãy so sánh với trường hợp chúng tôi đã chiến đấu vì Kalidou Koulibaly, một cầu thủ ở cùng độ tuổi với Aspilicueta. Tôi đánh giá Aspilicueta cùng trình độ với Koulibaly, nhưng Barca không nghĩ vậy. Sự cứng rắn của Chelsea là có thể hiểu được trong bối cảnh họ đã mất đi quá nhiều trụ cột nơi hàng phòng ngự và chưa thể tìm được cái tên thay thế. Barca dường như đang sắm cùng một lúc hai vai trên thương trường với The Blue. Trước đó Chelsea cứ muốn mua ai là Barca hất tay trên người đó. Điều này nghe có vẻ hơi khó hiểu khi đội bóng xứ Catalan vẫn đang gặp những vấn đề khác nhau về tình hình tài chính. Nhưng đó là thứ đã diễn ra trong xuyên suốt mùa hè này, bắt nguồn từ thương vụ Rafinha. Ở thời điểm mà báo chí Anh đồng loạt đưa tin, Chelsea đã vượt qua Arsenal để đạt được thỏa thuận cá nhân với cầu thủ người Brazil, đồng thời cũng chốt xong mức giá 60 triệu euro bên phía Leeds United yêu cầu. 99% Rafinha sẽ chuyển tới London nếu không có gì thay đổi. Dù vậy, cũng trong bối cảnh đó, The Deport Cope thậm chí đã quay lại được hình ảnh Deco đi ăn trưa cùng ba thành viên nằm trong ban lãnh đạo Barcelona gồm Matteo Alemany, Rafael Juste và Enric Masip. Người đại diện của Rafinha được cho là đang mong muốn thuyết phục ban lãnh đạo Barca nhảy vào thương vụ này nhằm cạnh tranh với đối thủ Chelsea. Bản thân Rafinha thì mong muốn chuyển tới Barca, nơi đã từng chứng kiến những vũ điệu say đắm của Ronaldinho, người cũng chính là thần tượng của anh sau này. Dù vậy, đội chủ sân Camp Nou được cho là đang gặp phải những vấn đề về tài chính và thậm chí, theo nhiều nguồn tin cho biết, họ sẽ không thể đáp ứng đủ số tiền mà bên phía Leeds United yêu cầu. Từ đầu tới cuối, đội bóng nước Anh luôn bảo lưu quan điểm từ chối các điều khoản thanh toán phí chuyển nhượng thành nhiều đợt của Barca. Barca muốn giảm thiểu các vấn đề liên quan đến dòng tiền, nhưng đó không phải là vấn đề của Leeds United và họ không quan tâm. Dẫu vậy, hai câu lạc bộ vẫn nỗ lực kiên trì để tìm được tiếng nói chung. Vì vào thời điểm đó, trên bàn đàm phán của Leeds, Chelsea là câu lạc bộ duy nhất đưa ra lời đề nghị khiến họ thỏa mãn. Song, Rafinha chưa muốn gật đầu The Blue vì vẫn đợi Barca, câu lạc bộ mà anh muốn gia nhập nhất. Điều này có nghĩa Barca phải vượt qua rào cản mang tên Chelsea với một lời đề nghị khác đủ khiến Leeds United ưng thuận. Mọi thứ vẫn cứ nhì nhằng cho đến giai đoạn tiền mùa giải, khi Barca có chút dấu hiệu xuống nước với khoản tiền mà bên phía Leeds United yêu cầu. Bản thân Deco theo tiết lộ từ tờ The Athletic cũng đã từ chối khoản tiền lót tay 7 con số như là một cách để tiết kiệm tiền cho Leeds United, đồng thời khuyến khích đội bóng này nhả người cho Barcelona. Cuối cùng, Chelsea mặc dù là kẻ đến trước, ra giá và sớm nhận được cái gật đầu từ phía Leeds United, nhưng họ lại để Barca hất tay trên trong một thương vụ mà tưởng như đan điều tới 99% theo nhiều nguồn tin cho biết. Nhưng Rafinha mới chỉ là mục tiêu lớn đầu tiên mà The Blue bị Barca nẫng tay trên ở mùa hè này. Mới đây nhất, thương vụ Jukwuende có vẻ cũng sắp rơi vào tình trạng tương tự khi Barca đang tích cực bổ sung thêm một trung vệ trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Danh sách chuyển nhượng của Chelsea ở mùa hè năm nay chắc chắn có những cái tên ở vị trí trung vệ khi họ đã nói lời chia tay với hai cầu thủ trụ cột ở vị trí này là Antonio Rüdiger và Andreas Christensen, người vừa chuyển sang chính Barca với cái giá không đồng. The Blue đã duyệt chi 34 triệu bảng để mua Kalidou Koulibaly từ Napoli và giờ họ vẫn cần nhắm tới Koundé như một trong những mục tiêu quan trọng để Thomas Tuchel tiếp tục sử dụng hệ thống chiến thuật 3 trung vệ ở mùa giải năm sau. Về phía Barca, tuổi tác của Gerard Piqué là lý do khiến họ lo lắng và gấp rút bổ sung lực lượng nơi phòng tuyến.
Theo chia sẻ từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, cả Chelsea và Barca đều còn cơ hội trong thương vụ này. Trước đó, ban lãnh đạo của đội chủ sân Camp Nou được cho là đã làm việc ngày đêm để đẩy nhanh quá trình chuyển nhượng cầu thủ này. Cũng theo chia sẻ từ Romano, Sevilla chắc chắn cũng sẽ là một tay cứng cựa như Leeds United và họ không chấp nhận việc đổi ngang hay kèm theo bất kỳ một cầu thủ nào vào bên trong hợp đồng chuyển nhượng. Hiện tại, lời đề nghị 55 triệu euro bên phía Chelsea vẫn còn nguyên giá trị và Sevilla sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi cân nhắc tất cả những lời đề nghị từ đôi bên. Trước đó, theo nhà báo Gerard Romero của Tây Ban Nha, thậm chí còn nhấn mạnh rằng 99% thương vụ này được hoàn tất cho Barca trừ khi có biến cố lớn nào đó xảy ra. Koundé sẽ là người của đội bóng này. Nếu thông báo kể trên trở thành sự thật, thì Chelsea một lần nữa lại để cho Barca hớt tay trên theo cái cách không thể phũ phàng hơn. Thậm chí trong cả thương vụ chiêu mộ Lewandowski cách đây một tuần, The Blue được cho cũng đã có những liên hệ với người đại diện của tiền đạo người Ba Lan nhằm treo kéo anh về với đội chủ sân Stamford Bridge. Theo chia sẻ từ ESPN, huấn luyện viên Thomas Tuchel muốn thay thế Romelu Lukaku bằng Robert Lewandowski, nhưng thương vụ này có vẻ đang gặp khá nhiều trở ngại. Vấn đề lớn nhất nằm ở mức lương của tiền đạo người Ba Lan, thứ rất có thể sẽ khiến Chelsea phá vỡ đi cấu trúc lương vốn đã tồn tại ở đội bóng này trong nhiều năm. Đồng ý là trong xuyên suốt kỳ chuyển nhượng hè, bến đỗ duy nhất được Lewandowski đề cập tới là Barca. Dù vậy, theo nhiều nguồn tin cho biết, tiền đạo người Ba Lan đã nghe ngóng nhiều lời đề nghị khác trong bối cảnh Barca vẫn chưa có được nguồn tiền để xúc tiến thương vụ. Và khi những đòn bẩy kinh tế bắt đầu phát huy tác dụng, Barca xuống tiền và The Blue đã buộc phải từ bỏ tham vọng thay thế Lukaku của mình với cái tên Lewandowski. Có rất nhiều thứ để lý giải cho thất bại của Chelsea trước một đội bóng đang gặp những vấn đề về tình hình tài chính như Barca. Một trong số đó như đã nói là sự non nớt của Todd Boehly trên thương trường. Vấn đề là Boehly không đủ kinh nghiệm và cũng không đủ luôn các mối quan hệ để có thể xúc tiến những mục tiêu mà Chelsea đã đề ra từ đầu khi chuyển nhượng. Điều này có thể nhắc tới trường hợp của Rafinha khi Deco, người đại diện của anh, có những liên quan mật thiết với dưới thượng tầng của Barca. Qua đó cũng giúp đội bóng này chiếm không ít lợi thế trên bàn đàm phán. Cũng vì không có được những mối quan hệ trong nghề mà Todd Boehly chủ yếu chỉ thực hiện những cuộc đàm phán trực tiếp với cầu thủ và người đại diện. Vì vậy, ông thường để dò dỉ thông tin và luôn trở thành kẻ xếp hàng chờ trong các cuộc đối thoại. Nhìn vào cách mua bán của Chelsea ở thời điểm hiện tại, có thể đánh giá rằng The Blue vẫn là một câu lạc bộ giàu tiềm lực tài chính để cho đối tác một con số đủ hài lòng. Nhưng có vẻ như họ đang thất bại nhiều hơn ở khía cạnh cầu thủ khi không thể thuyết phục được các ngôi sao cập bến đội chủ sân Stamford Bridge. So với một câu lạc bộ như Barca thì The Blue rõ ràng không có nhiều sức hút trên bàn đàm phán. Những thành công trong quá khứ chính là đòn bẩy để khiến đội chủ sân Camp Nou tiếp tục duy trì thói quen mua sắm các ngôi sao ở mỗi kỳ chuyển nhượng. Ở chiều ngược lại, Chelsea đang bị xoáy sâu vào những mục tiêu mà bản thân cầu thủ đó lưỡng lự trong việc lựa chọn chuyển tới Stamford Bridge. Họ đã mất thời gian gần như cả mùa hè để theo dõi Koundé và Rafinha, nhưng rồi một lần nữa lại bị Barca cướp mất, ngay cả khi đã nhận được cái gật đầu từ đội bóng chủ quản. Bằng cách nào đó thật khó hiểu khi một đội bóng đang gặp vấn đề về tài chính như Barca lại tỏ ra chủ động đến vậy trên bàn đàm phán. Danh tiếng, sự khéo léo của Laporta hay những đòn bẩy kinh tế có thể là những lý giải cho điều đó. Nhưng bất luận là như thế nào thì nó đang phá đi viễn cảnh về một mùa giải debut tuyệt vời của Todd Boehly, nơi mà đáng ra The Blue phải có tên của Rafinha, Lewandowski hay Koundé ở trong đó.